Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món tép xào đậu que mọi người, với nước chấm có nước tương chanh ớt mọi người, với nước trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên mọi người. Đây mọi người, món tép xào đậu que mọi người. Nước tương chanh ớt mọi người. Chợ tắm mọi người, chợ tắm Thái Nguyên mọi người. Mỗi mọi người. Đổ mọi người. Chơi cho nó món. Mời mọi người vô, mời mọi người ăn cơm mọi người. Này gọn mọi người, cho nên không có dọn ra cũng nay hơi làm biếng mà không có tâm trạng lắm. Mở nó là dây dây này. Cơm ngon luôn rồi.
tại trưa thì trưa ăn cơm nhiều nên dư này con món rồi dọn ra để lên ăn luôn cho nó gọn rồi. Chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng, như công nghệ thật là vui vẻ, bye mọi người.